Dạ, Phong xin chào quý vị. Thì tại làng hoa Sa Đéc, trưa ngày 31 tháng 12 thì quá trời kẹt xe luôn rồi. Phong đang ở từ khu công nghiệp mà chạy tới làng hoa mà Phong thấy có lượng xe đang bị kẹt luôn, kẹt cứng luôn rồi. Thì Phong sẽ quay cho quý vị xem là mức độ khủng khiếp cỡ nào nha, đông nghẹt cỡ nào. Trời ơi, còn xa lắm, kẹt cứng luôn rồi. Thì hồi sáng này Phong quay là lúc đó mới có 8 giờ sáng. Nhưng hiện tại giờ đó là trời ơi kẹt cứng hết trơn rồi, sao đi đây. Phong đang xào chẻ coi như thế nào để mà cập nhật đúng nha. Ôi, mình chạy cái làng trong cũng không được. Phong đi vô làng trong coi. Chứ làng ngoài quá trời luôn rồi. Để Phong vô làng trong. Oh yeah. Đó, kẹt này 3-4 làng là làng nào nó kẹt cứng hết trơn rồi nè. Đó, xe coi kìa. Hơn 1 tháng nữa mà hiện tại giờ là quá trời kẹt luôn rồi. Giờ này nếu mà đi vô trong cái chỗ làng hoa đó là phải nói là ê đừng có ra em ơi. Đó đó. Nè, có những anh em điều tiết giao thông luôn. Quá xá quá xa quá xá quá xa. Hồi sáng Phong đi á thì thấy đã đông rồi, nhưng mà bây giờ sẽ còn đông hơn nữa nè. Giờ này bắt đầu người ta cũng đi festival đó. Để Phong điều tiết dữ lắm mới được chứ không thôi là kẹt cục bộ luôn. Ở phía bên của khu công nghiệp á là đậu bích chịch ở trong khu công nghiệp luôn rồi, tại cái đường lớn đó. Và đây là cái con đường nhỏ để dẫn vào ngay làng hoa Sa Đéc đây. Ở đây ngay ở chỗ là cầu Sa Đéc 2. Theo như Phong dự đoán thì ngày hôm nay sẽ người ta đổ về nhiều lắm, và những ngày tiếp theo cũng đổ về nhiều lắm vì ta đi festival đó, sẵn ta đi làng hoa luôn đó. Phong cho quý vị xem á, cái lượng xe mà nối đuôi với nhau kìa, từ ở chỗ làng hoa và cho tới đây luôn, quá trời nối đuôi với nhau luôn. Anh này Phong chỉ đi rìa ở ngoài quay quang cảnh lúc mà làng hoa mình lượng xe đổ về đó, để mà tham quan ở làng hoa mình đó, để mà quay phía trong và phía ngoài luôn cho biết là cái số lượng người, những người đi tới để mà tham quan là nó nhiều như thế nào nhá. Kẹt một quãng xa luôn quý vị ơi. Quãng xa luôn. Đây ơi. Nhiều lắm, quá trời luôn rồi. Kẹt cứng luôn rồi. Trời đừng có mở nhạc, dính nhạc mấy đại ca ấy. À, sẵn đây cũng bị kẹt cái đèn xanh đèn đỏ. Nhưng mà thấy còn nối đuôi khủng khiếp cơ kìa. Không chạy một dọc luôn coi. Trời ơi, gì đâu mà quá trời nối đuôi với nhau. Rồi, Phong dính đèn đỏ luôn. Thôi thì Phong cũng cập nhật về cái tình hình của làng hoa Sa Đéc gửi đến cô chú anh chị nha. Phong xin chào.